chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình nhé. Chúc mọi người có một buổi xem vui vẻ nha. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh, theo dõi những video tiếp theo của mình nữa. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người xem cái dụng cụ mà hàng ngày mình làm YouTube ha. Đây là cái cây có cái trụ đứng để gắn cái điện thoại vô để quay video nha. Cái trụ này rất là nặng cho nên là không sợ bị ngã hay là như thế nào nha các bạn. Đó, cái này có trụ hay cái mình dặn vô. Đó. Cái đầu nha, đầu nó phải gì? Phải quay quay lên quay xuống được nha các bạn. Đó, mình gắn cái ống này vô. Đó, cái đầu mình gắn vô. Mình ấn nhẹ vô là vô nha các bạn. Đó, mình xoay mình dặn lại. Đây, cái trụ quay video này á, mình hãy kéo lên cao hoặc hạ thấp cũng được nha. Kéo lên thì nó cao khoảng tầm 25-30cm ha, khoảng 30cm đi, 20cm. Đây, để quay gần cho các bạn coi nha, gắn mình gọi vô các bạn coi. Cái này mình xoay 360 lên luôn nha các bạn. Đó, mọi người có thể là tham khảo cái dụng cụ quay video của mình nha. Đây mình gắn điện thoại vô cho các bạn coi. Cái này hết điều chỉnh chiều dài chiều rộng tùy theo cái điện thoại cũng được nha. Cái điện thoại bạn lớn hơn hoặc nhỏ hơn bạn cũng phải gắn vô cái dụng cụ này. Đây đó các bạn thấy không, gắn vô rất là dễ sử dụng luôn. Gắn vô mình mang để đâu mình quay video cũng dễ nữa, nó cố định tại chỗ. Bạn nào mà làm YouTube thì mình nghĩ là nên mua một cái như thế này ha. Về mình gắn điện thoại cho mình quay video là không sợ bị rung, bị lắc gì hết. Đó, mình nhận cái đầu này ra mình kéo lên cao ha. Đó, lên cao được bao cỡ 30cm nha các bạn. Đó, cỡ 30cm vậy. Cao lắm, gắn cái điện thoại lên cao hơn được 10cm nữa. Thôi mình dặn ra ha, mình hạ xuống một cách rất là dễ dàng luôn. Này bạn nào mà làm video mà nấu ăn nè, nấu nướng rồi nướng thịt hay làm những cái bánh, làm bánh hay những video mà ngồi câu cá đều mua hay sử dụng được. Nếu bạn nào cảm thấy video hay, thú vị, nhiều hữu ích thì hãy nhấn cho mình nút đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé.